Chủ nhật ngày 13 tháng 4 vừa qua, đông đảo đồng bào San Diego và gia đình đã đến tham dự đại lễ giỗ tổ Hùng Vương, vị quốc tổ đầu tiên đã khai sinh ra dòng giống Lạc Việt, thành lập nước Văn Lang, tức Việt Nam ngày nay. Đây là một ngày lễ lớn được Hiệp hội Người Việt San Diego phối hợp với Hội Cao niên San Diego tổ chức hàng năm, không ngoài mục đích nhắc nhở cho con cháu luôn luôn nhớ đến ông bà, tổ tiên, các đấng sinh thành, các bậc tiền nhân đã có công lập nước và giữ nước. Chương trình bắt đầu vào lúc 11 giờ với nghi lễ chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm, tế lễ cổ truyền, thắp hương trước bàn thờ tổ tiên, liên đoàn hướng đạo vạn kiếp múa lân và biểu diễn võ thuật. Lời chào mừng của ông Phạm Thanh Liêm, Chủ tịch Hiệp hội Người Việt San Diego, giáo sư Trần Huy Bích thuyết trình về đề tài sự khác biệt giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa Trung Hoa. Phần văn nghệ phụ diễn do các trung tâm Việt ngữ, Văn Lang và Lạc Hồng cùng các ca nghệ sĩ địa phương đóng góp với các màn vũ dân tộc, các bản nhạc dân ca đầy đủ sắc thái tiêu biểu cho nền văn hóa của cả ba miền đất nước. Mọi người đã được dùng cơm trưa, lộc tổ trong không khí của một đại gia đình thân mật và thưởng thức một chương trình văn nghệ thật phong phú và đặc sắc.